Chào các bạn nha, hôm nay mình sẽ uống thử một cái lưỡi mồi mềm này nha các bạn. Đó này, loại này thì mình chưa có bán nên bây giờ mình uống thử thôi. Nhưng mà cái đuôi mình chắc vài bữa rồi mình đục lỗ chứ không phải là mình như cái đuôi sông Hồng này nha. Bây giờ mình uống sông Hồng là cái đuôi nó như thế này trước nha. Đây, trước tiên các bạn mình chỉ cho các bạn một số bạn hỏi dũa này, đây cái dũa của mình đây. Mà hiện tại bây giờ mình đang hết hàng, bạn nào mà có dũa rồi này alo cho mình lấy số lượng lớn. Đây. Nó có cái phi của nó là 150 này, đây là cái hạt nó mịn nha, cái này cắt nhạnh rất sắc luôn các bạn. Rồi, giờ mình uống đi. Rồi, cái đây là cái cổ ngạnh nha các bạn, ta cái đàn bo cho nó cái cổ ngạnh này, bo cho tròn một xíu này. Rồi, giờ tụi mình lấy ngạnh này. Tới cái lưỡi cưa nha, lưỡi cưa đây cắt cái ngạnh nha, nó sắc này. Nhớ là cái lưỡi cưa này là mình mài nha, mình mài hai bên này là cho nó bén, nên là cắt ngạnh nó sắc hơn. Hãy xong này thấy chưa, ngạnh này các bạn. Đấy, rất sắc luôn. Đấy, giờ mình mài muối nha.
À, đối với cái lò xo súng thì các bạn nên mua cái kim này, cộng lực này, này bóp rất nhẹ luôn. Còn mấy cái kim cắt này cho cắt chắc cũng tơ tay luôn. Rồi xong rồi các bạn. Đấy. Ngạnh rất sắc luôn. Rồi sao giờ mình uống này, bây giờ chưa uống lần nào nữa, chỉ thấy trên mạng thôi, chưa uống, chưa tao cầm cái lưỡi mồi mềm nữa. Mình là chỉ nghe nói cái lưỡi này đã dài 5 cm thôi chứ hồi giờ chưa cầm luôn, thấy trên mạng thôi. Úi cha, gãy coi.
rồi xong. Giờ uống cái đuôi nữa. Này uống lên đây chút xíu nữa. Đẹp. Giờ uống cái đuôi nữa xong em. Đây là uống trong lần nữa. Trong mình giống lượng nhái treo của mình nữa. Rồi xong, giờ đổ cái lò xo đây móc vô nữa xong rồi. Còn đổ chì này thì anh kia kêu khỏi cần đổ chì cũng được. Mình mai mốt mình làm thì mình vẫn đổ chì bình thường nha. Rồi giờ mình kiếm gì đổ cái lò xo vô cái đã. Dần chưa có lò xo đang mua nữa. Thìa thì mình mua xong hết rồi đó. Đây anh em mình mới đổ xong rồi. 6 gram quay luôn. Lấy đẩy cộng kia làm luôn. Rồi giờ mình gắn cá vô nha.
sợ không? Đo dưới nè. Thôi cũng tạm được rồi. Mai mốt là cái đít này là mình khoan luôn nha. Giữa mình đổ chì đồ có cái lá thép ở dưới đây nữa thì rồi xong, hoàn thành. Video mình đến đây kết thúc nha. Chào tạm biệt bạn nha.